Bệnh viện Phụ nữ Seoul Incheon là bệnh viện chuyên ngành phụ sản do Bộ Bảo vệ Sức khỏe và Phúc lợi chỉ định. Bệnh viện Phụ sản Seoul Incheon được Bộ Bảo vệ Sức khỏe và Phúc lợi chỉ định làm bệnh viện phụ sản chuyên ngành, được chứng nhận là cơ sở an toàn, chuyên nghiệp và có năng lực tốt nhất. Bệnh viện Phụ sản Seoul Incheon luôn nỗ lực vì hạnh phúc và sự phát triển sức khỏe phụ nữ. Chúng tôi đang chuẩn bị các dịch vụ đặc biệt để phục vụ cho các bệnh nhân nước ngoài. Đặc biệt, Việt thành lập Viện Vô sinh năm 1997 và đến năm 2010 chuyển thành Viện IR, Viện Hiếm muộn đã đem lại cơ hội được làm mẹ cho tất cả phụ nữ trên toàn thế giới. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là phương pháp cho tế bào trứng và tinh trùng thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy trứng đã thụ tinh vào tử cung. Để thực hiện quy trình này, Viện Hiếm muộn đã sử dụng các thiết bị hiện đại như IVF Chamber, Laser Assist Hatching, Micro Manipulator và NI2 Tank. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện trong 2 tuần tại bệnh viện sau ngày kinh nguyệt thứ 2. Thụ tinh nhân tạo là giai đoạn đầu tiên của quá trình mang thai nhân tạo. Đây là thủ thuật đợi đúng chu kỳ dựng trứng của người phụ nữ và lựa chọn các tinh trùng tốt nhất đã được xử lý đặc hóa để tiêm trực tiếp vào tử cung của người nữ. Thủ thuật này chỉ diễn ra trong vòng 10 phút, không gây đau đớn và có thể về nhà ngay lập tức. Quốc gia đã 인정한 전문성으로 의술이 아닌 인술을 실천하는 따뜻한 마음을 나누겠습니다. 전 세계 여성들이 꼭 아가를 안고 갈 수 있도록 최선을 다하겠다는 노력, 인천 서울 여성병원 IR 센터가 지키겠습니다. 뱅 viện tốt nhất với đội ngũ chuyên viên y tế tốt nhất. 32 chuyên viên với tinh thần điều trị tỉnh táo, phục vụ nhiệt tình. Khoa chăm sóc trẻ sơ sinh chuyên biệt với tiêu chuẩn của bệnh viện tổng hợp là nơi luôn dành sự quan tâm hàng đầu cho các bé sơ sinh khi bị bệnh và đội ngũ chuyên môn của khoa nhi luôn chuẩn bị tinh thần quản lý ứng cứu chuyên nghiệp cho các bệnh nhân nhi. Phòng sinh gia đình là nơi cả gia đình cùng trải nghiệm giây phút sinh mệnh thiêng liêng ra đời. Với đội ngũ y tế và kinh nghiệm lâm sàng phong phú, Viện Hiếm muộn IA chuyên chữa vô sinh tự hào được Bộ Bảo vệ Sức khỏe và Phúc lợi chỉ định là cơ quan y tế chuyên về sản xuất phôi thai với kỹ thuật cao nhất của khu vực Gyeongin. Các khóa học thai kỳ hạnh phúc, cái đẹp của sự sinh sản dành cho các sản phụ và các ông bố. Hiệp hội Matobi với các lớp học định kỳ mang tính chuyên môn giúp sản phụ trải nghiệm thông qua các chương trình văn hóa. Được UNICEF công nhận là bệnh viện thân thiện với trẻ em vào các năm 2005-2009. Trung tâm nuôi con bằng sữa mẹ là nơi chuyên gia quốc tế về nuôi con bằng sữa mẹ sẽ tư vấn giúp các bà mẹ thành công trong việc nuôi con bằng sữa mẹ. Hệ thống chăm sóc sản phụ sau khi sinh chuẩn bị cho chị em trở về đời sống làm mẹ. Các dịch vụ xe đưa đón, huấn luyện sau khi ra viện, quà tặng khi sinh. Bắt đầu từ tình thương ấm áp của mẹ. Khoa nhi với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hùng hậu nhất khu vực và các chương trình điều trị tương thích. Bộ Bảo vệ Sức khỏe và Phúc lợi công nhận, năng lực kỹ thuật và cơ sở vật chất được chuyên môn hóa cao cấp. Các quá trình điều trị cùng với dịch vụ đều tràn đầy lòng quan tâm và đạt tiêu chuẩn cao. Bệnh viện dành cho mọi phụ nữ trên thế giới. Bệnh viện Phụ nữ Seoul. Incheon, thành phố trung tâm với cảng hàng không quốc tế Incheon và cảng biển Incheon sẽ tiện lợi hơn. Tại Incheon, với hệ thống cơ quan y tế đạt chuẩn quốc tế sẽ an toàn hơn. Tại Incheon, với các sản phẩm dịch vụ y tế được cung cấp với giá cả hợp lý sẽ phải chăng hơn.
tại Incheon với các dịch vụ du lịch y tế đa dạng và cuốn hút sẽ thú vị hơn. Tại Incheon, với sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chính phủ sẽ chắc chắn hơn. Mời quý vị hãy cùng trải nghiệm những điều này tại Incheon, thành phố du lịch y tế trung tâm của Đông Bắc Á.